Nhà ơi, Jay đã làm một cái lỗi lầm rất là lớn luôn. Đó là Jay đã làm mất cái passport của Jay và Jay kiếm không ra. Và ngày mốt là Jay bay rồi, mà bây giờ là Jay vẫn chưa có passport. Thì Jay đã có gọi lên cái chỗ mà Australia Passport Office á. Thì Jay gọi cho họ, thì họ nói Jay là phải chuẩn bị cái vé máy bay, cái vé máy bay mà show cho họ biết là Jay có thể bay ngày mốt. Và cái thứ hai nữa là họ cần những mấy cái giấy tờ của Jay. Và đây đây là cái chỗ office Jay đã ở đây. Thì đây là cái office nè. Thì mọi người cứ lên cái level 7 nha, nó là Australia Office đó. Thì cái địa chỉ của nó là 280 Elizabeth Street nha cả nhà nha. Đó, đây là cái văn phòng. Tại vì họ không có chơi, họ không có cho chơi quay cái video, họ không có cho chơi quay cái video ở trong, cho nên chơi không có được, chơi chỉ lại quay được cái sảnh ở dưới thôi. Đó. Thì cái quá trình á mà mình làm cái passport của Úc á thì chơi cảm thấy là nó rất là kiểu như là nó cũng rất là giúp mình nha. Tại vì á chơi nói là cái máy bay của chơi là bay ngày mai, thì họ chơi gọi lên trên chỗ đó thì họ kêu là chơi có học mình không, chơi nói là không, thì họ nói là chay vô, chay chìa khóa, chay vô, chay đợi, chay chờ. Thì chay cũng vô đó cho vậy, chay chờ. Và chay giống như là họ nói là ok hôm nay chay nộp vô và họ đã interview chay xong, thì chay đã trả tiền xong luôn. Thì cái bình thường cái giá của passport đó mà trong 10 năm đó thì chỉ có 300 đô thôi, nhưng mà lại tại bây giờ là chay làm tới urgent á, cho nên nó giá nó gấp đôi nha, là 600. Nói chung là chảy máu rất là nhiều, rất là đau nha cả nhà nha. Nhưng mà đây là cái bài học lớn của chay, nói chung là buồn đó nhưng mà cũng không biết làm sao thì đã xảy ra rồi. Và cái quá trình mà làm thì Jay cảm thấy là nó chỉ cần là cái hình photo mình chụp nè, và mình phải có cái người counter cho mình là biết là mình quen bao lâu, mà không phải là gia đình của mình nha, bạn bè cũng được nhưng mà không được là trong member, hay là không không được là những cái người mà ở ở cùng nhà với mình nha. Và cái thứ hai nữa là mình cần cái là citizenship của mình, cái birth certificate, driver license, Medicare và cái gì nữa đây để cho nhớ coi. Nói chung là đó, nói chung là những cái giấy tờ đó và cái passport cũ của mình nha cả nhà nha. Thì đó thì mình nộp vô, thì đó họ xét, họ coi, họ interview, họ coi, và mình cũng phải điền vào cái lý lịch là cái quá trình mình mất cái passport của mình là như thế nào. Và sau khi mà nếu mà mình trường hợp mà mình kiểu như mình tìm được cái passport của mình mất á, mình phải nộp lên cho họ để họ remove cái phone của mình là mình đã làm mất cái passport. Tại cái đó là cái bad phone, nó không cứu cho mình đâu. Cho nên khi mà sau này mà Jay tìm được cái passport là Jay phải return cái đó để Jay rút lại cái bad name của Jay là Jay đã làm mất á cái passport. Cho nên nói chung là hôm nay là cũng học hỏi nhiều lắm. Và đồng thời nữa là tại vì Jay bị vướng cái visa của China với lại visa của Việt Nam, cho nên Jay phải lại giống như là dời cái ngày bay của Jay á qua cái tuần sau. Còn bây giờ là Jay ngày mai là Jay pick up cái passport của Jay, thì Jay sẽ đi tới cái China agent để làm visa China, và sau đó là Jay nhờ chị gái Jay làm cái visa Việt Nam cho Jay, thì chị gái Jay giúp đỡ cho Jay cái visa Việt Nam, còn bên cái China thì Jay phải chạy. Nói chung là bài học nhất đời luôn.